Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc. Theo điều tra, thì các đối tượng này đã sử dụng pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát hoạt động đa cấp, dựng ra các hoạt động kinh doanh, thế nhưng thực tế là không có hoạt động, đưa ra mức lãi suất hơn 35% khi góp vốn vào công ty. Từ năm 2019 cho đến khi bị khởi tố, thì công ty này đã huy động được khoảng hơn 5.100 tỷ đồng thông qua 39.000 hợp đồng góp vốn của các nhà đầu tư và đến nay thì đã không có khả năng thanh toán số tiền là hơn 1.000 tỷ đồng. Vẽ ra các cái dự án, mở ra một vài cửa hàng, một vài cái quán cà phê thì để quảng bá, truyền thông, giới thiệu cho mọi người và đưa mọi người đến tham quan là công ty có hoạt động thật. Thế sau đó thì kêu gọi mọi người là ký hợp đồng góp vốn đầu tư vào công ty để hưởng lợi nhuận. Và trong cái hợp đồng đó thì hưởng lợi nhuận rất là cao, chi trả lãi suất theo ngày, theo hình thức đa cấp. Thì ngoài ra thì các đối tượng cũng để mở rộng cái địa bàn, các đối tượng mở các cái chi nhánh ở các tỉnh. Thì trong đến nay chúng tôi xác minh khoảng hơn 50 chi nhánh thì giao cho các đầu mối để kêu gọi.